Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thể loại 8 game. Các bạn cùng mình gặp phá cái đầu tiên nha. Trung quét video game. Let's go. Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang game thứ hai. Hello Slavo. Let's go. Okay, let's go. Thank you.
Rồi và bây giờ thì mình sẽ đợi ông ta đi ra ngoài một chút, sau đó mình sẽ đột nhập vào trong nhà. Ông ta phát hiện ra mình rồi. Oh my god. Rồi, mình đã vào trong căn hầm của ông ta. Bây giờ tiến sâu vào bên trong tiếp nào. Ok, let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang từ cái thứ ba, Midian. Thank you.
Let's go. Oh my god. Wow. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Play Spike 2. Let's go. Ok, và phần này thì mình sẽ lái xe tăng đi tiêu diệt. Các bạn có thể xuống xe tăng hoặc các bạn có thể ở trên xe tăng vừa lái. Đây mình sẽ xuống thử xe tăng này xem thế nào. Cầm một khẩu lục. Được thì ok. Thôi lên lái xe tăng thôi. Ok, rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ 5. Let's go. Rồi, đi ăn đây thôi, kim cương. Oh my god, chào đây nào. Không có gì ở đây. Kiếm một chiếc chìa khóa. Let's go. Mình sẽ hóa thân là chuột. Và màu đỏ sẽ là mèo. Cho nên khi những anh chàng màu đỏ le thì các bạn phải chạy thật nhanh. Ok, ok, ok. Oh my god. Let's go. Càng ngày càng đông thôi. Thắng rồi, ok. Tiếp tục nào. Start game. Oh my god. Wow. Chạy thôi. Quá đông. Oh my god, thua rồi. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Thank you.
The Flash. Ok, let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. SCP-096. Let's go. Wow, ok. Bật cam lên. Mình sẽ bật đèn lên. Điều này sao nào. Đây, nhảy lên. I repeat, the object 96 escaped. All personnel to the rendezvous point immediately. Attention, all exits from the fifth level was closed. Please, everyone who remained at the same level, keep calm and wait for help. Cô gái khóc, không biết là chỗ nào. Rất là nguy hiểm luôn. Dưới này không biết có gì không. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Video 1. Start game. Start. So let's go. Ở đây thì các bạn có thể đi tìm những chỗ nào đẹp, sau đó thì các bạn tính toán rồi bắt đầu với xây nhà. Và việc đầu tiên thì mình sẽ mặc quần áo. Let's go. Đầu tiên các bạn phải đi chặt gỗ. Rồi mình sẽ tìm cây gỗ ở đây. Đất rồi. Tiếp tục nào.
Ok, let's go. Ở đây rất nhiều lợn. Rồi, mình có thể xây được những cái này. Các bạn có thể xây thành một ngôi nhà. Đó, ok. Sau đó thì cứ xây thêm thôi. Rồi, mình có thể tiêu diệt chú lợn này. Chạy đâu? Các bạn tiêu diệt để các bạn lấy thức ăn. Rồi xuống đây rồi. Đó, các bạn chơi như thế thôi. Rồi ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.